điên mà nhỉ. Đi làm về à? Ăn như bánh. Nhưng nhà em có khác. Thank you.
là xong rồi. Cái này cháu đập rồi mà. Đập lấy gì đó vào lá. Ăn rêu, ăn rêu. Không biết ăn được. Mà cái này là mấy họ này là mấy tiền rồi. Về à? Em đi bán rồi. Em đi bán rồi.
9 lạng nhé. Thế 3 tiền đấy chị. Thank you.
Ngon thế, thơm. Đi đâu rồi á? Anh ơi cho em về sớm tí em về ăn cơm. Vâng, làm ngày được bằng này thôi. Được rồi. Đây, được có bằng này thôi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Mấy anh làm sao nhé? Mai còn làm, sau này làm được thì về làm nhé. Vâng, vâng. Cảm ơn nhé. Bà ơi, cho cháu xin chú ý được đi hoa quả. Lạnh nhá. Thế sao?
Ôi, ở dưới này có cái tít trên kia. Để tìm mãi mới thấy. Cơm đi, thịt nhá, ăn thịt này, ăn hết cơm đi nhá. Có. Hay ra biển một hai ngày sao tím hết rồi, sợ bị nhiễm trùng. Này sắt mà, sắt rồi. Chất bự dính nhiều hết sao à? Cái này nấu cơm. À. Yeah.